Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây, những hình ảnh quen thuộc của chúng ta đã quay trở lại. Không nếu mà không nhìn tiêu đề thì các anh chị nhìn những hình ảnh này cũng biết đây là đâu rồi ha. Đây, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Đinh Tiên Hoàng, ngày xưa là đường Gia Định. Thì theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về bến Bạch Đằng nè, Tôn Đức Thắng. Còn hướng ngược lại, còn đây là ngã tư Lê Duẩn Thống Nhất ngày xưa đó chứ, quên, nó lộn. Đây, ngay chỗ cái tòa nhà xanh xanh này nè, là cái ngã tư đường Lê Duẩn và Đinh Tiên Hoàng. Chúng ta đang có mặt ở trên đường Đinh Tiên Hoàng. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về đường Điện Biên Phủ, cầu Điện Phủ đi về Hàng Xanh. Chúng ta đang có mặt ngay vị trí này là trường Đại học Văn Lang. Trường Đại học Văn Lang, trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Lại nói lộn, phải có nị đây là nị la nữa rồi. Suốt ngày cứ nói lộn. Các anh chị cô chú mình thông cảm nha. Kế đến thì chúng ta đến đài truyền hình, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV7. Khu này thì có rất là nhiều trường đại học. Thì hành trình của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu từ trường Đại học Xã hội và Nhân văn để đi đến cái đường Nguyễn Thành Ý, để gửi đến anh Phan Nguyễn nha. Trường Đại học Quốc gia. Thì nhiệt độ của Sài Gòn hôm nay khoảng 32 độ thôi, không có nắng lắm, cũng không có nóng lắm. Sau những ngày xa cách Sài Gòn thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại những cái chuyên mục về đường phố, những con hẻm, quay về với những kỷ niệm xưa. Đây là tòa nhà của đài truyền hình HTV9, HTV7 nè. Cái lời yêu cầu của cái video này thì em cũng thực hiện, cũng tiếp nhận rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp để thực hiện. Mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Bên kia thì có trường quản lý nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn. Khu này rất là rộng, nhà rất là rộng. Ở đây thì gần với cái sân vận động Hoa Lư nè. Chúng ta đi tí nữa thì đến cái ngã tư này. Ngã tư này thì là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng, hay là Gia Định ngày xưa. Đinh Tiên Hoàng là Gia Định ngày xưa đó. Tới đây thì nếu mà chúng ta quẹo phải ngay ngã tư này thì chúng ta sẽ đi đến cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè và sở thú Hồ Bơi Ít Kiêu rồi đó. Còn bên đây thì đài truyền hình. Chúng ta nãy giờ chưa đi khỏi cái khu vực đài truyền hình nữa đó. Đường rất là đông luôn. Tuy là bữa nay chủ nhật nhưng mà đường xá cũng không kém phần tấp nập. Rồi, chúng ta đi qua đường nha. Phía bên kia đường là cái sân vận động Hoa Lư đó.
sân vận động Hoa Lư, nói liền tới bất ngã tư này luôn. Qua không kịp. Ây dạ. Rồi chúng ta qua rồi. À đây có chú anh sửa xe. À, sửa xe lề đường đó. À, sân vận động Hoa Lư nằm ngay đây. Rất là lớn. Nằm ở hai mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Khu này ngày xưa chắc là rất là nhiều doanh trại quân đội ha. Chắc ngày xưa có lẽ ở đây là cũng là một cái thành lũy gì đó. Nên mình thấy ở đây có rất là nhiều cái cơ quan của quân đội. Như bên đây chúng ta thấy có trung đoàn cảnh sát 115 gì nè. Cảnh sát cơ động nè. Trung đoàn cảnh sát cơ động. Rất là lớn. Nghe thì trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư. Thì con đường Nguyễn Thành Ý thì nó chúng ta ít nghe nói tới, từ vì con đường nó rất là ngắn. Nằm ở ngã ba của đường Đinh Tiên Hoàng này thì không biết ngày xưa cô chú anh chị mình có nhiều kỷ niệm gì cái khu này không á, cho em xin cái comment nha. Khu này nhà có lẽ là đang giải tỏa nè, nên chúng ta thấy rất là trống vắng. Ở đây thì có cái vỉa hè rất là lớn nên mình đi bộ thoải mái lắm, hàng cây cũng mát nữa. Ở khu này cũng có những cái trường tiểu học, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trường tiểu học Trần Văn Ơn, rồi mấy trường nghề, trường cao đẳng. Con hẻm nhỏ, nguyên khu đất này sẽ giải tỏa nên chúng ta thấy rất là sơ sát, rất là lâu rồi đó. Ngày xưa đi học ở gần đây nè nên em cũng hay đi khu này lắm. Đây có con hẻm số 8 Đinh Tiên Hoàng. Không biết cô chú anh chị mình có ai có kỷ niệm về những con hẻm này không ha? Nếu có cho em xin cái comment nha. Đó, mình đi mình nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại. Tại vì cái đường này, cái vỉa hè nó lớn đó, nên mình nhìn một hướng thì không thấy được, không giáp được. Nhân đây thì em cũng xin chúc cô chú anh chị và bạn mình lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Đây có chùa Thiện Hạnh. Hướng đi vô chùa Thiện Hạnh. Rồi chúng ta đến đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Đinh Tiên Hoàng. Thì buổi chiều ngay cái vị trí này của chúng ta thì có cái cô chú bán chè rất là ngon nè. Với lại buổi tối thì có cái quán đồ nướng rất là đông luôn. Đồ nướng gì ngon á, tên là có chữ ngon nhưng mà em chưa ăn nào á. Ở bên đường Nguyễn Cơ Trinh nó cũng có một cái chi nhánh
rất là đông luôn. Chúng ta nhìn lại ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Đình Chiểu ha. Ngày xưa thì đây có cái siêu thị điện máy cũng rất là nổi tiếng ngay chỗ Highland Coffee này nè, hình như là Best Buy nhé, rất là lâu rồi, hay Wonder Buy gì đó, rất là lâu rồi họ đã dẹp tiệm luôn à, hồi đó rất là lớn, nổi tiếng đó. Rồi chúng ta đi qua đường nha. Đó, đây là đường Nguyễn Đình Chiểu thì một chiều hướng về quận 3, chợ Bàn Cờ rồi đó. À, đây thì có cái dãy nhà xưa nè, nhìn rất là nét, rất là đẹp. Khu này thì em chưa có tìm hiểu nhiều cho lắm nên nhiều khi những cái thông tin em nắm chưa có được rõ đó, thì mong cô chú anh chị các bạn mình có thể chia sẻ thêm để em góp phần hiểu rõ thêm ha, để các bạn cùng lứa tuổi thì có ai tìm hiểu thì nhìn vào đó thì họ sẽ học hỏi thêm những cái điều mới mẻ. Tuy là ở Sài Gòn mình có rất là nhiều xe máy nhưng mà so với các nước khác thì đâu đó thì Sài Gòn mình vẫn có những cái điều thú vị và đặc biệt hơn ở các nước khác, nên chúng ta có thể nhìn và nhớ lại kỷ niệm ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn. Thì những hình ảnh này với ngày xưa nó cũng xem nhau ha. Nhưng mà nếu mà có sự thay đổi thì cô chú anh chị mình đem cái comment nha, xin cái comment để mình hiểu rõ nhau hơn nha. Đây là cái trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp. Cái đây là đường Nguyễn Văn Thủ, ngã tư Nguyễn Văn Thủ và Đinh Tiên Hoàng. Ngay đây có cái trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng nè. Chúng ta thấy trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng bên góc đường này. Đường Nguyễn Văn Thủ thì rất là nhỏ, không có lớn lắm, cũng không có dài lắm. Đó, nếu đi hướng này thì chúng ta ra cái bờ kè kênh Nhiêu Lộc, đường Hoàng Sa. Ở đây có phở Phượng nè, ăn cũng rất là ngon, là nổi tiếng. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào cái đường